Và thưa các thầy cô, quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta chỉ còn một phần nữa là sẽ là kết thúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày 12 tháng 11 vừa qua thì trường của chúng ta cũng đã tổ chức một cuộc thi, đó là trí tuệ văn hóa, để tìm hiểu lịch sử của trường, tìm hiểu những điều rất là thú vị liên quan tới sân khấu và điện ảnh. Và đội đạt giải nhất của trường chúng ta đại diện cho trường đi thi thì cũng đã giành giải nhất của cấp khối, đó là một điều cũng rất đáng mừng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tuyên dương các bạn đạt giải ở cấp trường. Xin được trân trọng mời lên sân khấu đại diện của các lớp sau đây. Đấy. Chúng ta xin được mời lớp đạo diễn điện ảnh K9A. Xin mời giải 3 diễn viên kịch điện ảnh K23B. Giải 2 dành cho các bạn đến từ lớp diễn viên kịch điện ảnh K3T. Và giải nhất thuộc về đạo diễn điện ảnh K8. Và xin được trân trọng mời cô Lan Hương sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng dành cho các đội thi trí tuệ văn hóa. Xin được trân trọng mời cô. Và cũng xin được mời một lần nữa đại diện của các lớp có giải, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải ạ. Xin được mời đạo diễn điện ảnh K8, diễn viên kịch điện ảnh K3T, diễn viên kịch điện ảnh K23B, đạo diễn điện ảnh K9A, đạo diễn điện ảnh K9A. Và xin được mời cô sẽ trao giải dành cho các bạn. Xin được mời bạn tiến lên sân khấu. Được chúc mừng các tập thể lớp. Trao giải dành cho các lớp cũng như các cá nhân đã nhận được giải thưởng trong liên hoan văn nghệ. Và chúng tôi xin được trân trọng mời đại diện của các tiết mục văn nghệ sẽ lên sân khấu, đó là giải tiết mục ấn tượng của lớp đạo diễn sân khấu K8 tiến lên sân khấu, giải tiết mục cảm xúc lớp diễn viên K5 ngắn hạn. Giải tư chúng ta có tất cả là 5 đại diện, đó là các bạn đến từ lớp đại học diễn viên K5A, K5C, K5D. Các bạn của đạo diễn sân khấu K6. Các bạn đến từ lớp thiết kế mỹ thuật K16. Các bạn cao đẳng diễn viên K24. Và các bạn đến từ đại học diễn viên K5D. Xin được mời đại diện của các lớp sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận giải ạ. Xin mời các giải tư và giải do giám khảo bình chọn. Chúng ta sẽ mời các tiết mục giải 3. Giải 3 của lớp đại học diễn viên K3, bạn Lê Võ Quyên My với tiết mục múa dân gian. Đó là tiết mục của đại học diễn viên K5C, quê hương ba miền. Đó là tiết mục của lớp đại học diễn viên K5B, ru lại câu hò. Và xin được trân trọng mời thầy Nguyễn Trung Phan sẽ lên trao giải thưởng dành cho các đơn vị. Xin mời các đội nhanh chóng tiến lên sân khấu để nhận giải. Các giải 3, giải 4 và 2 giải do giám khảo bình chọn. Và xin được dành một tràng pháo tay cho các bạn. Các bạn lùi ra phía sau một tí, xin mời thầy Phan sẽ nắn lại sân khấu. Chúng ta sẽ cùng đến với các đội và các cá nhân giành được giải nhì. Đó là bạn thí sinh đến từ Đại học Quay phim K5, Nguyễn Đoàn Quang Đại với tiết mục Người Thầy mà chúng ta cũng đã theo dõi ở phần đầu của chương trình. Lớp Đại học diễn viên K5A, bạn Phan Thanh Huy, bài ca Người Giáo viên Nhân dân. Và giải nhất
thuộc về Liên Quân Đại học Diễn viên K3B và K10 ngắn hạn với tiết mục Nơi Chấp Cảnh Ước Mơ mà chúng ta đã theo dõi. Xin mời các tiết mục sẽ cử đại diện tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Xin một lần nữa mời các tiết mục. Một giải nhất. Xin giới thiệu, đây là hai giải nhì và một giải nhất của chúng ta trong liên hoan văn nghệ. Những tiết mục về thầy cô trường lớp rất cảm xúc trong liên hoan văn nghệ vừa rồi. Xin chúc mừng các đơn vị. Xin được mời các đại diện phía sau, chúng ta cũng sẽ lại tiến lên để cùng chụp ảnh lưu niệm. Và xin được cảm ơn thầy Trung Phan, thầy chụp ảnh chung với các bạn một lần nữa rồi. Chúng ta sẽ đến với một không gian tuyệt vời để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin được một lần nữa chúc mừng các đơn vị. Xin được cảm ơn thầy Trung Phan. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lời cảm ơn các thầy cô từ các thế hệ sinh viên thông qua tiết mục cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Từ Nguồn Cội Ta Đi với phần biểu diễn của top ca các thế hệ sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.